Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bún Đậu Review. Và đây là ong bắp cầy, một khứa thú cưng mới của anh Nhọ. Chỉ vì thấy anh Bảy Trọ có được một tổ mà bản tính anh vốn kém miếng khó chịu, nên ngay khi nghe hàng xóm hú hét ầm ĩ vì một tổ ong mới mọc, anh đã tay không ngông nghênh bế em nó về nhà. Tổ ong này là một lãnh địa mới, nên ngay lúc này chỉ có một ong chúa duy nhất trong đó mà thôi. Mọi tổ ong đều bắt nguồn từ một cá nhân đầy quyền lực, với khả năng đỉnh cao là sinh đẻ vỡ kế hoạch. Sau khi tách ong chúa ra khỏi tổ, anh kiểm tra một chút, bên ngoài bị bọc kín bởi rất nhiều lớp mềm mỏng như giấy. Và phía trong là tổ con non, đầy đủ mọi cấp độ. Đầu tiên là một quả trứng bé xíu xiu, đủ lớn, nó sẽ nở thành một ấu trùng nhỏ bé. Để phát triển, ấu trùng sẽ cần ăn đạm, không phải phấn hoa hay mật ong, mà là đạm, tức là thịt những loài khác các bạn ạ. Như ruồi, sâu bướm, côn trùng đủ thể loại, khi đói, ấu trùng sẽ cọ sát để tạo âm thanh ra hiệu. Khi lớn hơn, cơ thể chúng dường như trong suốt có chứa chất lỏng phía trong, và đến khi đủ ngày, nó sẽ tự nhả ra một loại tơ để che kín ổ của mình, tạo thành một cái kén. Và rồi, chúng sẽ âm thầm lớn lên thành ong bắp cầy trong đó, cho đến khi ra ngoài. Vì muốn biến em nó thành một em pet xịn sò con bò, anh Nhọ sử dụng hai thùng nhựa trong suốt, tân trang một chút, rồi nối với nhau bằng một ống nhựa dẻo. Lúc nãy tái máy đã phá tổ của chúng, nên anh sử dụng một chút gỗ để làm một chiếc tổ mới, không quên che tối tăm để chúng cảm thấy an toàn. Yêu nhau trong sáng, phang nhau trong tối, hầu hết ong đều thích thú với sự tù mù trong đó. Còn hộp bên cạnh sẽ được chuẩn bị như một nơi hoang dã, với đầy đủ lá khô và gỗ mục, tha hồ để chúng xây nhà nhé. Cứ như thế, nó đã sẵn sàng hoạt động. Hy vọng rằng ong chúa sẽ chấp nhận tâm ý này của anh, hoa tay có hạn, nhưng thủ đoạn vô biên đã được anh lộ ra hết rồi đấy nhé. Anh cầu cả ong chúa vào trong tổ, thế nhưng sáng hôm sau, anh giật mình, ong chúa đã chết, vì trước đó nhà hàng xóm đã cố giết nó bằng thuốc xịt. Ngày hôm qua, khi thấy con ong vẫn khỏe mạnh, anh đã nghĩ là không sao, nhưng đời mà, nếu chuyện gì cũng biết trước thì đã giàu rồi. Không còn cách nào khác, anh đành tìm nguồn thay thế, một con ong bắp cầy nhưng là loại khác, với tên gọi là áo khoác vàng. Tuy nhỏ, nhưng hung dữ hơn nhiều, tuy nhiên, nếu như không muốn đàn nhộng phía trong bị đăng xuất hết, anh đành chấp nhận thử thách. Và con ong dường như cũng nhận ra sự quan trọng của mình, nên cả hai đã có một sự phối hợp cực kỳ đỉnh cao. Cái kết thật sự mãn nhãn, anh đã thành công có được cho mình một đế chế ong bắp cầy vô cùng hùng mạnh. Thật đặc biệt và kỳ lạ phải không? Đang lang thang trong công viên, anh Bảy Trọ chợt phát hiện ra những tán lá bị loài vật gì đó gặm nhấm nham nhở. Không thể để nó bành trướng thế được, anh quyết định tìm kiếm xung quanh, và kia rồi, thủ phạm đáng gờm đầu tiên mà anh trông thấy. Trông mớ lông lá bờm sờm kinh dị thật sự, cặp bún là bê hồn chạy tám hướng rồi, nhưng với anh Bảy, ông anh đang xem xét có nên nuôi em Nose làm pet không? Vì anh thấy em nó cute phô mai que quá đi, ông anh này độc lạ thật sự luôn ấy, người thành công đúng là luôn có lối đi riêng. Trên đường về nhà, anh bắt gặp thêm kha khá mấy thứ đáng yêu, ối mẹ ơi, một con dâu gióm đang bị lũ kiến oánh chén đầy say mê. Xung quanh còn kha khá ấu trùng kinh dị, ông anh tuy nói bản thân thấy rén ngang, mà chẳng hề buông tay, mà ôi, kinh vl ra, có bác nào đang nổi da gà như bún không nhỉ? Khu vực này không có gì ngoài mấy bé bò sát này các bạn ạ, sau khi lựa tới lựa lui, anh Bảy đã chấm ngay em màu xanh xinh xẻo này. Úi sời, vừa có một tiếng vo ve gì đó bay ngang qua tai anh, ngay sau đó, anh đã chộp ngay được mấy con ong về làm đồ chơi. Còn con sâu xanh mượt của anh, sau vài ngày em nó đã lột sắc, anh vô cùng hài lòng với màu lông mới cực kỳ suôn mượt này. Sờ vào nó mềm mịn như nhung vậy, nhưng đó là anh Bảy bậy bạ mới làm thế, chứ bún có độc lạ cũng không muốn chạm vào mớ lông lá bờm sờm kia đâu. Nhưng rồi một ý nghĩ lóe lên, anh Bảy tò mò, không biết em nó sẽ thế nào nếu bị cạo trọc lông nhỉ? Liệu có thể có được một bộ lông mới xịn sò con bò hơn không? Dù sao cũng phải thử mới biết được, vì thế anh cẩn thận cắt tỉa, rồi mang cả dao cạo râu ra mà là vài đường cho em nó nét nèn nẹt luôn. Và đây là em nó sau khi hoàn thành, bạn có thích thú với sự ú nu này không? Một khi đã cầm kéo thì đam mê nó lại dâng trào. Anh bế thêm vào một em pet khác, với màu lông đen huyền bí, tỉa tót không trượt sợi nào, rồi hài lòng ngồi thưởng thức thành quả. Và ngày hôm sau, hai khứa pet của anh đang ôm nhau đầy tình thương mến thương, nhưng trông bộ lông lởm chởm của chúng thật sự không còn sự mềm mượt cho lắm. Thêm một ngày nữa, con sâu đen đã đột ngột đăng xuất, anh tò mò không biết có phải do hành động cắt tỉa thái quá của anh hay không. Nhưng sâu xanh vẫn khỏe mạnh như thế cơ mà, sau khi thả xác sâu đen cho đàn bướm, anh tiếp tục chờ đợi cuộc lột xác của sâu xanh. Và ngày đó cuối cùng cũng đến, xác của nó nằm ở ngay đây, nhưng sâu xanh đâu rồi nhỉ? À, em nó đây rồi, body ú nu như này mà cũng muốn chơi ú ỏa đấy hả? Điều anh tò mò đã có câu trả lời, phần lông của nó vẫn ngắn cũn cỡn. Thì ra khi lột xác, toàn bộ phần da và lông đều sẽ được thay thế bởi một lớp phía trong. Vì thế, khi anh cắt bỏ lớp lông dài, thì nó sẽ không mọc lại được như tóc của chúng ta đâu. Thật thú vị và hay ho phải không nào? Bạn nghĩ sao về khám phá theo một cách rất độc lạ của anh Nhọ? Cùng chia sẻ suy nghĩ xuống dưới phần bình luận nhé!
Cảm ơn bạn đã theo dõi đến cuối video, Bún Đậu rất biết ơn về điều đó. Và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh trong những video tiếp theo nha. Bún Đậu yêu tất cả các bạn.